cảm giác ăn được là muốn ăn thêm. Vâng, ngay sau đây tôi xin mời Linh Chi và Bùi Nga, những trợ thủ của chúng ta sẽ lên để cùng với Văn Hùng, Văn Trước, Thái Quý và Trọng Đại. Vâng, hai bạn có thể đứng lên đây. Vâng, quan sát thì các cầu thủ chúng ta đánh rồi, thì bây giờ các bạn có thể chọn vào đội của ai. Vâng, các bạn cứ vào đội của ai đã, còn dùng cái gì thì chúng ta sẽ chờ khán giả để quyết định. Vâng, xin mời. Vâng, như vậy là bây giờ chúng ta đã có một chút tiền ở bên này, cảm giác là thắng về chiều cao rồi. Vâng, và bây giờ thì chúng ta có thể thấy đó là Linh Chi sẽ vào đội của Trọng Đại cũng như Thái Quý, còn Mùi Nga sẽ cùng với Văn Lâm và Văn Tiết. Tuy nhiên thì luật chúng ta sẽ là như thế này: một chạm. Tuy nhiên các tuyển thủ chúng ta thì dùng tay, còn các cầu thủ thì dùng chân. Ok chưa? Tuy nhiên mỗi người, bóng chuyền chúng ta dùng một tay thôi và cũng chỉ có một chạm thôi. Ok. Vâng, và bây giờ xin mời ạ. Em đã cảm thấy khó khi mà chơi như này. Còn tuy nhiên là ngày hôm nay thì có anh Văn Quyết, anh cân tim rồi. Nãy giờ anh cân theo cả Văn Lâm, thì tuy nhiên là nhìn vẻ mặt của Trọng Đại thì tôi phải sang cho hỏi. Cảm giác nãy giờ rất cứng ngợ và có vẻ như là đang đắc thắng trước đàn anh của mình. Trọng Đại, vừa rồi thì lý do gì mà em lại chỉ truyền cho Văn Lâm mà không truyền anh Quyết? Vừa nãy là em bị hỏng mất bên trái nhưng mà được chỉ truyền cho Văn Lâm. Vâng, có thể nói là Trọng Đại là mẹ này để ưu ái Văn Lâm nhiều hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thử. Chúng ta tính nhắc lại đó là mỗi người một chạm, còn các tuyển thủ nếu của chúng ta thì sẽ dùng một tay, nhưng một tay chỉ một chạm thôi. Không, thoải mái, nhưng mà mỗi người chỉ một chạm và lần lượt xoay sang này. Ok chưa biết? Xin mời. Các cầu thủ chúng ta vẫn dùng chân bình thường, còn hai nữ tuyển thủ xinh đẹp chúng ta và hơi cao to chút thì họ sẽ dùng tay. Thôi bây giờ thế này đi, vừa rồi nó chỉ là nháp thôi. Bây giờ xin mời Văn Thiết nháp lại một quả. Chúng tôi sẽ cho mỗi đội một quả nháp và chúng ta sẽ làm quen với trạng thái như thế này. Vâng. Có cần nháp nữa không ạ? Vâng, nhìn mặt của Linh Chi thì có vẻ như hào hứng lắm rồi, cảm giác ăn đi được rồi. Vâng, đối chuẩn bị nhá, bắt đầu. Tỷ số là 1-0, chúng ta sẽ thi đấu trận 7 nhá, cho đội hợp. Tiếp theo. Thấy chiều cao có lợi như nào chưa? Tôi nghĩ là có lẽ bây giờ chả chi như nhà chỉ việc đứng ở trên này thôi, không phải thầy nào gì cả. Tỷ số là 1-0. Tỷ số là 2-1. Vâng, cứ áo văn tiếp cho tôi xin một tí. Đề nghị là bây giờ khán giả ngoài thì rất là hứng rồi, nhưng mà có một điều khán giả lo sợ nó nổi và cho can ngay, đó là không được đập, chỉ nhẹ nhàng thế này thôi, không đập, đập rất sợ. Nói chung, các bạn có thể đuôi động tác như này, hoặc lấy việc đánh ngang như này, nhưng mà mọi người đừng dơ như này, mọi người phải hết. Ok chưa? Nào, bắt đầu, tiếp tục, 2-1. Thực ra thì tôi chưa thấy cái kỹ năng nào trong bóng chuyền là chơi
như thế này nhỉ? 3-2 đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng ta lại biết thêm những bóng chuyện mới. Vâng, 3-0. Tôi cảm giác có cái gì đó hơi bạo lực ở đây. Quả giống được tính không ạ? Và bây giờ khán giả nó là 2-2 rồi, tỷ số. Tỷ số đang là có lợi 3-2 về phía đội Văn Thiết. Cảm giác mặt Linh Chi có vẻ không được thiện cảm cho lắm đối với Văn Lâm rồi. Vâng, tỷ số đã rút ngắn nhưng còn 3 năm dành cho đội của Trọng Đại. Vâng, 4-5. Một là bạn ấy đã xa hẳn bên này rồi và cảm giác có một cái gì đó chạm vào lưới, tôi không biết là cái gì. Lợi thế 6-4 dành cho đội của Văn Thiết. Quả cuối cùng. Vâng, vừa rồi thì bóng đã chưa qua lưới nhưng đã đánh sang bên này rồi. Tỷ số là 5-6. Lại nhìn Văn Lâm rồi, mắt. Tiếp theo bóng đã đi ra ngoài và tỷ số là 6-0. Rất căng thẳng. Quả cuối cùng. Vâng, có thể nói là xin chúc mừng. Xin chúc mừng đội của Trọng Đại và các tuyển thủ. Có thể nói là vâng, vừa rồi chúng ta đã đến với phần giao lưu. Cảm ơn Văn Thiết. Cảm ơn